Vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Xin chào mừng các anh chị và các bạn đến với series video khóa học về Facebook Marketing, quảng cáo và kiếm tiền trên Facebook chuyên nghiệp và chuyên sâu. Tên tôi là Phan Anh, giảng viên đại học, một chuyên gia marketing online đã được giảng dạy từ năm 2008 tới nay. Vâng, và có lẽ nó không nói thêm về tôi nữa vì các bạn đã biết tôi rồi đúng không ạ? Đây là một cái video bài học rất là chất lượng, cũng rất là có ý nghĩa và rất là mới, rất là cập nhật. Và ở thời điểm tôi làm cái video này là tháng 12 năm 2019, và như vậy có thể gọi là cập nhật năm 2020 như vậy. Và bài học này có tên là 12 tuyệt chiêu hay là 12 cách thức giúp bạn có thể là làm tăng cái tương tác ở trên Facebook. Hiện nay thì chúng ta đang đối mặt với một cái vấn đề, đấy là chúng ta bị bot reach, đúng không ạ? Cái lượng tiếp cận tự nhiên organic thì nó giảm đáng kể trên fanpage cũng như là trên Facebook cá nhân hoặc thậm chí là trên nhóm. Vậy câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để mình có thể tăng hơn nữa hoặc là tăng trở lại cái tương tác tự nhiên ở trên Facebook, Facebook cá nhân hoặc là Facebook fanpage của chúng ta. Thì sau đây là một số cái lời khuyên, một số những cái kinh nghiệm mà tôi có thể chia sẻ với các bạn, và các bạn có thể áp dụng nó ngay lập tức vào trong công việc kinh doanh của mình, công việc bán hàng của mình và tăng tương tác lên, đúng không ạ? Ok, chúng ta bắt đầu. Cái đầu tiên đấy chính là chúng ta phải thực hành cái nguyên tắc tương tác qua lại. Tương tác qua lại tức là thế nào? Tức là cái nguyên tắc này là các bạn phải hiểu được cái nguyên tắc của Facebook, đấy là Facebook sẽ hiển thị những cái bản tin khi mà chúng ta thường xuyên tương tác với nhau. Tôi lấy thí dụ như thế này. Đây là cái Facebook cá nhân của tôi, các bạn nhìn thấy đúng không ạ? Này rất là dễ, tôi nhìn thấy ảnh của ai đó, vâng, tôi nhìn thấy ảnh của người này người kia là do tôi thường xuyên tương tác với người đó. Tôi có thể bấm like ảnh của người ta hoặc là tôi có thể comment trên Facebook của người ta. Vậy khi tôi comment trên Facebook của bạn, tức là tôi sẽ nhìn thấy bạn, và ngược lại, bạn comment trên Facebook của tôi thì bạn sẽ nhìn thấy tôi. Vì vậy một người bán hàng, một người mà muốn có tương tác tốt thì chúng ta nên tương tác qua lại với mọi người thông qua là dạy chúng ta comment trên Facebook của họ. Chúng ta hãy mời họ comment trên Facebook của mình bằng cách là tạo ra các nội dung có tương tác. Trong Facebook thì người ta luôn luôn, hiện nay là Mark Zuckerberg là ưu tiên hiển thị những nội dung mà có liên quan đến bạn bè của mình, hạn chế bớt những cái nội dung về quảng cáo, đúng không ạ? Vâng. Mà chúng ta thấy rằng là cái new feed của chúng ta, dù chúng ta đẩy lên như thế này thì rất nhiều đi chăng nữa thì nó vẫn là một số hạn chế. Chúng ta có thể xem được 10 feed, 20 feed, thậm chí là 50 feed, thế nhưng mà nó vẫn là một số hạn chế. Và những cái người đấy là người nào? Ngoài những cái feed quảng cáo ra thì cái người đấy là người nào? Thì thường đó là những người mà chúng ta có tương tác với nhau. Thứ tiếp theo nữa là hiện nay chúng ta đều có trên 5.000 bạn và theo dõi, đúng không ạ? Vì Facebook cho phép tối đa là 5.000 bạn. Có những người có 5.000 bạn, có 50.000 theo dõi, có 10.000 theo dõi, 20.000 theo dõi, thậm chí cả 100.000 theo dõi. Thì nó không thể hiển thị được hết cái bảng tin của chúng ta, đúng không ạ? Cái bảng tin của chúng ta muốn có tương tác thì chúng ta phải đi tương tác với họ, và ngược lại chúng ta phải tìm cách để họ tương tác với mình bằng cách là ví dụ khách hàng của mình đăng bài lên, đúng không ạ? Vào comment ví dụ như là ôi chị ơi, chị đi du lịch ở đâu mà đẹp thế, đúng không ạ? Ôi dồi chị ơi, cháu học giỏi thế, vân vân. Rồi, và tất nhiên mình comment những cái cách mà mình comment để làm sao những cái comment mở, để người ta sẽ trả lời qua lại để duy trì cái cuộc hội thoại lâu dài. Thì như vậy là Facebook nó sẽ có xu hướng là hiển thị cái new feed của mình cho những người mà mình comment, và ngược lại hiển thị new feed của những người comment mà cho mình. Đó, thì chúng ta hãy tìm khách hàng và khách hàng mục tiêu để chúng ta tương tác với họ và tăng tương tác trở lại. Cho nên là những người bán hàng, người ta phải có cái nghiệp vụ là đi live dạo, là vì thế, đúng không ạ? Vâng, mình đi live nhưng mà đồng thời là mình phải, tốt nhất là mình nên để lại bình luận, và mình để lại những bình luận có chất lượng, có tương tác qua lại, tương tác mở, tương tác kết nối nhá. Bí quyết này rất là quan trọng, thì nó sẽ làm tăng cái lượng đáng kể cho mình. Đấy, ví dụ như tôi có lấy những cái ví dụ đây, có những cái bài tôi viết, đúng không ạ? 300-400 lượt thích, bình luận, chia sẻ. Vâng, thì vì sao lại như vậy? Thì có thể là do hình ảnh đẹp, có thể do nội dung tương tác tốt, vân vân. Thì chúng ta sẽ sang cái nội dung số 2. Vâng, cái lời khuyên số 2 đấy là nội dung là số 1. Vâng,
content is number one, đúng không ạ? Tức là chúng ta phải rất tập trung vào nội dung. Nội dung ở đây bao gồm những bài viết, những hình ảnh hoặc những video hoặc những đường link mà chúng ta đăng lên trên Facebook cá nhân hoặc là Facebook fanpage của chúng ta. Thì nội dung này phải chứa đựng những cái thông tin có giá trị nhá, phải rất là hữu ích. Người ta đọc, người ta phải tiếp thu được, người ta phải nhận được, người ta phải thấy rằng có những thông tin có giá trị như là bí quyết, như là thông số mà người ta trước đây người ta không biết, đúng không ạ? Vâng. Và có yếu tố tổng hợp, rất nhiều những cái nội dung khác nữa, đúng không ạ? Có một cái dữ liệu thông tin đủ lớn, ví dụ như là những cái dạng big content hoặc là dạng long form đều hiện nay đang được đánh giá cao. Những cái bài điều tra dài hạn, dài kỳ đều được xem xét rất là tốt, đúng không ạ? Vâng, những nội dung nên chứa đựng cái cảm xúc tích cực, cái sự thông minh, sự hài hước, sự vui vẻ. Vâng, cái sự ngược đời, những cái sự tò mò thì chúng ta nên viết vào trong và sử dụng trong cái content của chúng ta. Vâng, nội dung thì chúng ta nên có phong cách viết hoặc là phong cách thể hiện một cách thú vị, sáng tạo, khác biệt, đúng không ạ? Và làm sao làm những nội dung có khả năng lan tỏa. Những bài viết có khả năng lan tỏa, tức là viral share ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng đấy là những bài viết mà viết cho nhiều người và ai cũng cảm thấy có mình ở trong đó, hoặc là người ta cảm thấy là cái hình ảnh đấy là nó mang tính chất đại diện, đúng không ạ? Ví dụ như sắp Tết thì người ta sẽ chia sẻ những bài viết là Tết rồi, sếp bảo về nhà nghỉ đi, cầm đến 50 triệu mà về nghỉ đi sao mà làm việc vất vả thế. Thì những cái nội dung như thế người ta sẽ share rất là nhiều. Ý tôi muốn nói là chúng ta có thể tạo ra những nội dung có khả năng lan tỏa và chia sẻ. Rồi, nội dung thì chúng ta cũng nên cân nhắc và suy nghĩ về việc là chúng ta bắt kịp những cái trào lưu nóng, hot trend, đúng không ạ? Thí dụ như là những cái vụ việc nổi cộm lên, như là đại úy công an, hay là trung úy công an to tiếng ở sân bay, rồi thì đánh người bán hàng, hay là rồi thì những cái vụ việc sao này sao nọ, vân vân, đúng không ạ? Hay là những cái vụ việc Shark Tank bị điều tra, vân vân, những cái trào lưu ở trên mạng báo chí họ đưa rất là nhiều, thì chúng ta có thể khai thác những cái trào lưu này đưa vào cái content hàng ngày của mình, đúng không ạ? Bởi vì khi mà chúng ta giao tiếp với nhau trên Facebook thì thực ra là chúng ta giao tiếp bằng cái gì? Thì xin thưa, đấy là chúng ta đang giao tiếp bằng content, bằng bài viết, bằng hình ảnh, bằng video, bằng các câu chuyện, có đúng không ạ? Vì vậy chúng ta thường xuyên phải có các câu chuyện, nội dung phải đăng thường xuyên, đăng liên tục, đăng đúng hẹn, đúng lịch. Thí dụ như là một ngày đều như vắt chanh 3 lần, sáng, trưa, chiều, tối, ví dụ thế, 4 lần thì các bạn có thể đăng, hoặc một ngày các bạn đăng một lần nhưng cố gắng đăng vào đúng một cái khung giờ 9 giờ sáng, 3 giờ chiều hay là 8 giờ tối, ví dụ như vậy. Nên có một cái lịch cố định xuất bản thì như vậy chúng ta sẽ có một cái lượng đọc đáng kể. Nội dung thì đa dạng, đúng không ạ? Đa dạng về chủ đề, đa dạng về cách thức, đa dạng về định dạng. Rồi thì luôn luôn mới lạ và cập nhật. Đó. Và nội dung là chúng ta phải đăng một cách cố định, tức là thường xuyên, liên tục và có lịch trình đàng hoàng như tôi đã nói, đúng không ạ? Cái công thức đăng nội dung ấy, thì chúng ta nên đăng như thế này. 30% đến 40% thời lượng hoặc là số lượng chúng ta sẽ viết về nội dung liên quan đến sản phẩm mà chúng ta bán. Thí dụ chúng ta bán quần áo, chúng ta sẽ viết, chúng ta đăng hình về quần áo, đăng hình về feedback của khách hàng, vân vân. Hay chúng ta bán iPhone thì chúng ta đăng hình về iPhone như thế này, kiểu như thế. Hay là chúng ta bán hàng đồ MacBook hay là đồ công nghệ, chúng ta đăng hình về nó, ok. Nhưng mà chúng ta nên pha trộn thêm khoảng 60-70% những cái nội dung có liên quan đến chủ đề mà khách hàng quan tâm. Bất kể một cái chủ đề nào mà khách hàng quan tâm thì chúng ta đều có thể đưa lên, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ làm cho họ thêm thu hút, thêm yêu, thêm thích, thêm mến, thêm có cảm tình với chúng ta, đúng không ạ? Các chủ đề mà khách hàng quan tâm có thể là tình yêu, hôn nhân, giới tính, gia đình, con cái, kiếm tiền, bí quyết, kinh nghiệm, rồi thì công nghệ, thủ thuật, rồi vân vân. Bất kể một cái chủ đề nào mà khách hàng cảm thấy thích. Và hiện nay thì người ta có chủ đề rất là nhiều. Cái cách thể hiện có thể là thơ, có thể là truyện, có thể là sách, có thể là ebook, có thể là tạp chí, có thể là audio, có thể là video giống như là cái video này, đúng không ạ? Hoặc là có thể dạng infographic, rồi dạng hoạt hình, vân vân. Nó phụ thuộc vào khả năng sản xuất content của những cái chủ đề này thì thường có cái lượt view rất là cao. Thế nhưng mà chúng ta nên thận trọng khi sử dụng, bởi vì là nó sẽ có thể làm loãng cái thương hiệu của chúng ta,
đúng không ạ? Chúng ta nên sử dụng những cái chủ đề nó mang cái tính chất là xây dựng thương hiệu tốt, đúng không? Nội dung là số 1, nội dung là vua, nội dung là nữ hoàng. Đấy là cách mà tôi thể hiện cái tầm quan trọng của nội dung, đúng không ạ? Hãy nhớ rằng chúng ta đang giao tiếp với khách hàng bằng nội dung, thông qua bài viết, thông qua hình ảnh, thông qua các đường link, thông qua các cách bạn trả lời, cái văn phong, ok. Thí dụ như là nó có một cái loại nội dung là ép tương tác, ví dụ như là những cái trò chơi, điền vào chỗ trống, chọn đáp án đúng, rồi thì quay thưởng, rồi thì trao tặng quà, rồi thì để lại email để nhận quà, để lại số điện thoại nhận quà, vân vân. Đấy là một cái cách mà mình ép tương tác một cách rất là khéo. Và nó có một cái hình thức rất là hay như thế này, đúng không ạ? Và ví dụ Việt Nam đấu với Thái Lan, nếu bạn chọn Việt Nam hãy bấm like. Trong content bạn làm như vậy, nếu bạn chọn Việt Nam hãy bấm like. Còn nếu bạn chọn Thái Lan bạn hãy bấm share. Thế thì dù bạn bấm like hay bạn bấm share thì đều làm cho fanpage hoặc là làm cho Facebook của bạn rất tương tác. Thì đây là một cái cách mà rất là thông minh thì các bạn nên làm. Đấy, đúng không ạ? Hoặc là các bạn phải bắt trend xu hướng, đúng không? Những cái nội dung mà hot như thế này thì chúng ta sẽ thu được rất nhiều tương tác tốt, đúng không? Những cái tấm hình như vậy. Rồi, thế rồi thì liên quan đến ngôn ngữ, liên quan đến hình ảnh, liên quan đến video thì tôi nói rằng là gì ạ? Một lời nói thì sẽ có thể là như ngàn vết dao đâm, thế nhưng mà một hình ảnh thì lại hơn vạn lời nói, và một đoạn phim thì hơn cả một cuốn album. Thế là tức là nó thể hiện ra là gì ạ? Chúng ta phải tập trung vào những cái định dạng media mà phổ biến như bài viết, như hình ảnh và video, và chúng ta phải học. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn, đúng không ạ? Các bạn phải học cách chụp ảnh bằng điện thoại, chỉnh sửa hình ảnh bằng app, rồi set up bố cục, vân vân, làm sao cho nó đẹp, nghệ thuật, thú vị, câu view tốt, được chưa ạ? Vâng, chúng ta có thể sử dụng hình ảnh trong các cái phần bình luận để tăng cái sự tương tác tốt hơn. Thay vì bình luận bằng text thì chúng ta sẽ bình luận bằng hình ảnh, hoặc là nhất là cái loại ảnh GIF, ảnh Mimi, tức là những ảnh động, nó rất là hay. Tại sao bây giờ mọi người hay sử dụng những cái ảnh động như vậy? Vậy thì mình có thể thiết kế ra những cái bộ ảnh động như vậy. Ví dụ như tại sao mình đăng bài về sản phẩm thì rất là ít like, thế nhưng mà mình đăng hình mình mặc bikini ở bên bãi biển hay là ở bên hồ bơi hay ở trong phòng tắm thì lại rất là nhiều like, bởi vì thực ra mọi người thích điều đó, đúng không? Mọi người cái thích cái riêng tư, thích cái sexy, ví dụ như vậy. Thế thì ví dụ mình có thể kết hợp giữa hai cái đấy lại với nhau, đúng không ạ? Tôi có một sản phẩm và tôi có một hình bikini. Mix hai cái đấy vào với nhau giống như là cái bài Apple Band ấy. Thế thì là gì? Tôi sẽ mặc áo bikini và tôi sẽ giới thiệu sản phẩm. Thì xu hướng là cái view nó sẽ tốt hơn, đúng không ạ? Hay là những cái hình như thế này trên mạng. Rồi gần Tết rồi, còn làm cái gì nữa? Về nhà với gia đình cho tôi. Vâng, đây là một cái tranh comic của bạn Thắng Fly. Vâng, tôi có hình và có logo của bạn đây. Tức là gì? Các bạn thấy đấy, những cái hình như thế này người ta vào những cái dịp đúng trend thì cái lượng chia sẻ nó rất là lớn, và mình có thể viral được cái thương hiệu, đúng không ạ? Tất nhiên mình thiết kế được là tốt nhất, còn nếu không mình có thể thuê thiết kế, hoặc là mình có thể chế. Đấy, mình có thể sử dụng các cái app để chỉnh sửa hình ảnh trên điện thoại, iPhone hoặc là Android, đúng không ạ? Có rất nhiều các phần mềm như là 360, B12, PixArt hay là Adobe Lightroom hay là Photoshop Express. Nó có thể là có những cái phần mềm miễn phí hoặc phần mềm có phí. Bạn có thể tìm trên app bằng cách là xem cái ranking, tức là cái xếp hạng của cái phần mềm đó. Rồi bạn cũng có thể là gì ạ? Làm cái câu chuyện liên quan đến tìm ở trên Google để nó ra cái xếp hạng để mình đánh giá thêm. Hoặc là các app về video thì trong iPhone nó có cái app iMovie có sẵn, hoặc là các phần mềm trả phí như là Adobe Video hay là GoPro Quick hay vân vân. Đấy, kiểu như thế. Thế thì chúng ta sẽ phải học cách tối ưu hình ảnh, định dạng và kích thước ở trên mạng để làm sao cho nó đẹp, đúng không? Tối ưu video, nội dung và sáng tạo. Đấy, tập trung vào chất lượng hình ảnh, video và thông điệp. Đặc biệt là cái thông điệp, cái ý tưởng, cái cách thể hiện là rất là quan trọng, đúng không ạ? Chúng ta thấu hiểu khách hàng này và sáng tạo không giới hạn. Đấy, thì thoải mái đi. Đôi khi có những bạn là không biết là làm thế này có đúng hay không, thế này có sai hay không, thì tốt nhất là cứ làm thử và đăng lên thì chúng ta sẽ có câu trả lời. Đó, thì đấy là cái lời khuyên số 3.